Chào bà con, chào các bạn. Hôm nay tôi thông báo với bà con và các bạn, vừa rồi chúng tôi đã xuất một chuyến hàng đi Trung Quốc thành công, rực rỡ. Bây giờ đây trên kho bãi chúng tôi vẫn còn rất nhiều. Nhưng thời gian từ giờ đến Tết thì không còn là bao nhiêu nữa. Khả năng chúng tôi không đi được, ra riêng chúng tôi mới lại tiếp tục. Hiện nay trên kho bãi chúng tôi vẫn còn rất nhiều. Số hàng này để ra riêng khai xuân. Anh em thợ vẫn từ giờ đến Tết vẫn có công ăn việc làm. Xưa ở ngoài thị trường, ngoài dân vẫn còn rất nhiều. Đây, một số cây dưa vẫn đang chờ được khai thác. Nhưng từ giờ đến Tết chúng tôi thu mua có mức độ. Chúng tôi chỉ thu mua có mức độ thôi. Những cây dưa đẹp vẫn tiếp tục thu mua. Đây, những cây dưa vanh 100 thì chúng tôi vẫn tiếp tục thu mua. Những cây lõi to đẹp vẫn tiếp tục thu mua. Hiện nay thị trường dưa giáp Tết thì vẫn bình ổn bà con ạ. Giá dưa hiện nay vẫn bình ổn, vẫn 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu một cây. Thậm chí có những cây vẫn hàng trăm triệu. Như hôm lọ chúng tôi mua một cây 150 triệu. Vẫn tiếp tục mua những cây dưa đẹp 150 triệu. Còn những cây dưa tương đối, những cây dưa lõi 10, lõi 12, 13 vẫn tiếp tục thu mua. Đây, như cây dưa này hôm video trước tôi mua 150 triệu, thì đến bây giờ những cây như thế này vẫn bình ổn giá, vẫn bình ổn giá. Nhiều người cho rằng dịp giáp Tết dưa xuống dốc, nhưng anh em chúng tôi vẫn thu mua với giá bình thường, vẫn giá bình ổn. Đấy, ai có những cây dưa đẹp vẫn cứ yên tâm, vẫn cứ yên tâm, không sợ, không sợ dưa mất giá. Nó chỉ dịp giáp Tết này nó chậm đi một chút. Từ giờ đến Tết tất nhiên chỉ còn có mười mấy ngày thì giá dưa sẽ ảm đạm, sẽ ít, không có thợ đi thu mua nữa. Chỉ có những cây dưa đẹp và những người cần bán gọi chúng tôi thì chúng tôi vẫn đến lấy, vẫn đến thu mua. Như cây dưa này hôm kia chúng tôi đã thu mua, chúng tôi đã khai thác về. Đấy, cái ngọn của cái cây hôm nọ đấy, gốc này ngọn được 4m30, rất là to. Cây 150 triệu đó. Hiện nay những cây dưa to đẹp thì vẫn là được giá, vẫn có giá. Còn những cái cây dưa lõi dưới 10 thì vẫn hiện nay là không thu mua nữa. Những cây lõi 10 trở lên thì vẫn tiếp tục thu mua, vẫn thu mua bình thường. Cho nên bà con, anh em ta, những người có vườn dưa hãy bình tĩnh, yên tâm. Không hề có một cái giá dưa tụt như thế nào cả, vẫn giá bình thường. Chỉ là dịp giáp Tết thì anh em thợ cũng ngại đi thu mua, ngại đi xa. Và chúng tôi vừa mới xuất được một lô hàng, vừa mới xuất một lô hàng đã đủ trang trải cho dịp Tết cho anh em thợ. Cho nên bây giờ ở kho chúng tôi vẫn còn rất nhiều. Những cây này về bây giờ thợ, anh em thợ vẫn triển khai đẽo lấy lõi. Chúng tôi đến qua Tết Ông Công chúng tôi mới nghỉ. Qua Tết Ông Công, qua 23 Tết Ông Công
thì anh em thợ và chúng tôi sẽ dừng, không thu mua, không hoạt động nữa, cho anh em nghỉ. Còn từ giờ đến 23 vẫn triển khai. Đây chúng tôi đã thu mua được một xe ô tô. Chúng tôi vừa mới thu mua được một xe ô tô. Giá cả dịp cuối năm vẫn bình thường. Vẫn 10, 15 triệu, 20 triệu, 30 triệu một cây. Thậm chí có cây hàng trăm triệu. Không có gì thay đổi. Mắc rồi, mắc rồi. Mắc rồi. Mắc cứ thế. Đây là một chuyến xe chuẩn bị mang về để đẽo lấy lõi. Đúng là cưa lốc rồi. Cho nên các nhà vườn có xưa cứ bình tĩnh. Gia riêng chúng tôi tiếp tục thu mua ồ ạt. Còn từ giờ đến 23 Tết Ông Công chúng tôi chỉ thu mua có mức độ. Thợ vẫn triển khai, vẫn đẽo. Nhưng bây giờ làm cầm chừng. Từ giờ đến Tết là cũng hạn chế. Chỉ còn có 10 ngày, hơn 10 mấy ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán. Vì vậy chúng tôi làm việc cầm chừng. Chứ còn giá cả thị trường, giá cả của cây sưa đỏ không hề mất giá. Bà con lưu ý là chỉ là các cơ sở chúng tôi, anh em thợ là làm việc cuối năm nó gián đoạn cầm chừng, không đi thu mua xa nữa. Bây giờ chỉ quanh quanh chỗ nào có cây đẹp thì chúng tôi vẫn tiếp tục lấy. Đây, về trên kho bãi vẫn rất nhiều. Rất nhiều. Những cây xưa này vẫn đang chờ chúng tôi khai thác. Cây này chỉ ăn Tết xong chúng tôi sẽ đào về. Cây này ăn Tết xong mới khai thác. Cây này cũng nói cũng tương đối rồi. Cây này cũng khá đẹp đây. Bà con và các bạn xem video hãy đăng ký kênh, chia sẻ để được xem các video tiếp theo. Xin chào bà con, chào các bạn.